Duyên xin chào tất cả anh chị em và các bạn nha. Mình đang định dọn lại cái này nè, cái khuôn này nè. Khuôn này thì ở dưới nó có một cái lớp gạch, rồi xong mình đổ đất lên. Rồi hôm bữa anh Hoàng anh đào mấy cái chỗ cái nền này nè, anh đổ đất lên trong cái khuôn đó. Bây giờ mình phải cào mấy cái đất đó đi, rồi xong mình mới đổ cát phân cái gì đất mà mình mua để mới trồng rau được. Bây giờ rau nó lên quá trời rồi mà giờ không có cái chậu, không có khuôn để trồng, nên giờ mình làm cái đó. Anh Hoàng thì hôm bữa ảnh có mua mấy cái cây để về ảnh định đóng á, nhưng mà ảnh mới mua thôi, chưa có đầy đủ đồ để đóng, nên nó thôi giờ mình làm, mình bới cái chỗ này ra nè, đó mà thấy không, là mình bới mấy cái chỗ này ra nè, chỗ mấy cây dâu này nè, mình trồng xuống đỡ. Mình trời không có nắng nè, mình ráng mình làm đó. Ở trong nhà bực mình quá, ngồi ở chỗ mình làm luôn. Chắc là mình phải cào nó xuống quá, cào nó xuống đây hết đi để làm lại. Có một cái bao tay à, cái có cái hồng không biết đâu mất hình cái. Suy nghĩ lại rồi, sẵn làm mình làm luôn, mình phải dỡ hết đi luôn. Chung đem mấy cái cục gạch này nè, đem để đằng kia, mình sẽ tập trung làm hết phía bên đó luôn. Quan trọng là bây giờ phải rinh từng cái gạch này đi lại phía bên đó, làm lại cái khuôn mới đó. Tại vì ở dưới cái nền này nè, dưới đây nè, Dung làm cái nền bằng mấy cái tảng gạch này nè, tảng đá bê tông này nè, để cho tại vì muốn không có cỏ nó lên á, tại vì mình không có lót á đó, nên mình thôi mình suy nghĩ nếu mà làm vậy á thì mình bị mất hết một lớp bê tông cái khuôn này, chính vì mình phải dỡ nó lên hết luôn. Chịu khó để có rau ăn. Hy vọng là năm nay có rau ăn. Hổm rày á, muốn đi rừng á, để hái rau mà anh Hoàng không cho Dung đi đó, chứ mà đi vô rừng là có nhiều rau lắm á. Ở đây là xung quanh ở đây là rừng không nhiều lắm, mà anh Hoàng không cho, mà rủ anh đi anh không thích đi mấy chỗ đó. Mà anh Dung nói Dung đi với lại mấy đứa nhỏ, anh Hoàng không có cho đi mấy chỗ đó đâu. Anh Hoàng nó không có ăn khơi ở nhà đó, chứ không có mà đi rừng anh không có cho đi. Nên thôi kệ, giờ Dung ráng Dung làm. Cái này là tự mình làm cực mình. Người ta nói muốn ăn thì phải ăn vào bếp. Còn giờ mình muốn không bỏ tiền mua rau thì phải lăn ra giường đó.
Cuộc sống là như vậy hết, có làm thì mới có ăn không. Ví dụ có người giúp mình chăng nữa, người ta chỉ giúp ở một cái nhất định nào đó thôi. Ở Việt Nam mình thì khỏe ha, ở ngoài vườn nhiều lúc á rau nó tự mọc luôn, mình không cần trồng. Mà ở bên đây cái vườn mình rau mọc toàn rau dại không, không toàn là cỏ dại không. Ở bên kia cải nó lên thì tốt quá, nhưng mà có một cái là nếu mà mình để cho nó chằng chịt như vậy thì nó sẽ lên không nổi, tại vì nó giống như là mấy bụi rậm vậy đó. Bây giờ mình bắt bùn phải bứng nó ra thôi, bắt tay vào tiếp. Sau một hồi mình làm thì cũng xong rồi, làm được cái khuôn rồi cho anh chị các bạn xem đó. Nhưng mà do cái đất nó không được bằng phẳng, cái khúc ở trên á, ở trên giữa thì nó cao mà ở dưới kia thì nó thấp, nên mình nhìn thì nó trũng xuống, nhưng mà chắc có lẽ là không sao, thì mình làm cái này để đỡ thôi à. Chứ anh Hoàng thì anh muốn làm cái khuôn bằng cây cho mình nữa, nhưng mà mình không chịu. Tại vì sẵn ở nhà có mấy cục gạch này á, mình làm luôn. Như lại giờ phải gấp rút rồi, cải nó lên cao quá, phải lo làm, mà mấy bữa nay mưa nữa, nên là mình làm bây giờ thì có cải ăn. Đây, anh chị, thấy không? Đó, mình sẽ bứng cải trong kia ra, bây giờ mình sẽ đi lấy đất nha. Ở nhà không có ai nhà hết trơn để phụ, giờ mình thấy duyên khiêng đất kéo kéo từ từ vô. Giờ đi lấy đất. Đất hôm qua Dung mua, Dung mua về rồi Dung rinh vô có một bao rồi, để nó nổi. Ở ngoài nãy kia anh Hoàng lấy trong xe ra kìa, để anh đụng kia, giờ mình đi lấy đất vô. Đẩy á, nên đi từng làm từng cái nó lâu. Cỏ nó kỹ chặt không? Đất này là đất Dung đi xin mà. Lại kia ấy trời, lấy cái này để mình trồng lại chứ. Thì lại đây lấy tỏi, không với David nè, không phải lấy tỏi, lấy rơm.
bụi bụi đầy luôn. Nên này hôm bữa mình mùa sinh nè, mình đi làm vườn rất là xinh. Giờ lót để rơm ở dưới, hồi nãy giờ là chế đổ một lớp đất, đất có sẵn, giờ lấy rơm lót ở dưới đây, đổ thêm rơm nè. Rồi hồi trước cái đất mà đen đen này nè là mấy cái rau rác thải đó, giúp ủ hõm rài á, thì giờ Dung đổ nó dưới đây luôn. Rồi xong mình bỏ rơm này. Hai mẹ con lấy rơm. Nó mệt. Cái tóc này là do anh Hoàng cắt cho Dung đó mọi người. Ngày đẹp trời cái tự nhiên Dung muốn cắt tóc, cái Dung mới học cắt á, thầy thả tóc lên trước vậy nè, cắt ngang á, rồi mình chỉnh lại hai bên. Cái kia anh Hoàng làm giùm á, tự nhiên không cái anh cắt luôn à, anh cắt mút ở trên cao vậy á, chứ Dung đâu có hết tóc trên cao vậy đâu, không có hợp với khuôn mặt á. Với lại mình đi làm việc phải cần tóc, phải tóc tai phải gọn gàng á, chứ nếu không mà tóc nó rớt vô đồ ăn. Mà giờ cắt lưng chừng vậy nè. Ở nhà bởi vậy không? Cắt tóc á cũng là ở nhà cắt luôn. Rồi rau giờ cũng trồng có ăn luôn. Đó. Tiền chỉ vô thôi, tiền không ra, tiền để đâu cho hết. Phải không Dích? Tóc của Dích ai cắt? À ba cắt. Tóc của mẹ giờ cũng ba cắt luôn. Còn tóc của chị Hai á thì tự chị Hai cắt, con gái của mình nó tự nó cắt tóc luôn á. Nó thích học và trang điểm cắt tóc rồi này kia. Tự nó làm luôn, tự nó cắt tóc nó luôn á. Cái hôm bữa cái nó Dung nó hơi để cắt tóc cho mẹ đi. Cái con gái của mình thì nó hẹn ngày mai con cắt. Cái hôm bữa Dung lấy Dung sởn luôn, anh Hoàng sởn luôn cho Dung luôn. Cái cắt xong á, cái hai đứa nhỏ nó la quá trời la luôn. Nó nói xấu. Nó nói xong nói là để nó cắt rồi mà không để nó cắt. Thì tại vì ba con á sởn tóc của mẹ luôn nè, tóc của cũng còn nhẵn luôn. Cái rơm này nó mau mục lắm. Có cái rơm này là nó tốt dữ lắm luôn á.